Bạch Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin đặc biệt. Trung Cộng xây 11 hầm phóng tên lửa liên lục địa mới. Trung Cộng được cho là đang tiến nhanh hơn tới khả năng phóng tên lửa hạt nhân thế hệ mới, có tầm bắn đến Mỹ khi xây dựng 11 hầm chứa tên lửa. Chuyên gia thuộc Hiệp hội Khoa học gia Mỹ FAS đánh giá Trung Cộng đang đẩy mạnh phát triển lực lượng hạt nhân nhằm tìm cách chống lại điều mà Bắc Kinh có thể xem là một mối đe dọa ngày càng tăng từ Mỹ, theo AP. Ông Keith Stenson cho biết các hình ảnh vệ tinh thương mại mà ông có thu thập được cho thấy hồi cuối năm 20, Bắc Kinh bắt đầu xây dựng 11 hầm chứa tên lửa silo dưới lòng đất tại khu diễn tập tên lửa quy mô lớn miền Trung Bắc Trung Cộng. Trước đó, Trung Cộng đã khởi công xây 5 silo theo ông Keith Stenson. Ông Kittenson lưu ý 16 silo mới sẽ bổ sung cho 18 cho đến 20 silo mà Trung Cộng đang vận hành để chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM DF-5 có thể mang đầu đạn hạt nhân. Ngay cả khi Trung Cộng tăng gấp đôi hoặc gấp 3 số lượng ICBM thì chỉ là một phần nhỏ so với số lượng ICBM mà Mỹ và Nga sở hữu. Mỹ có 450 silo, trong đó có 400 silo đã được cải tiến, còn Nga sở hữu khoảng 130 silo, theo báo cáo của ông Kittenson. Chuyên gia Kittenson cho rằng 16 silo mới có thể được thiết kế để chứa ICBM DF-41. Thế hệ mới của Trung Cộng, DF-41 dùng nhiên liệu rắn giúp giảm thiểu thời chuẩn bị để phóng. Trong khi đó, DF-5 sử dụng nhiên liệu lỏng, tốn nhiều thời gian chuẩn bị hơn. DF-41 được cho là có tầm bắn tới những mục tiêu bang Alaska và phần lớn lục địa Mỹ. Quân đội Trung Cộng đang sở hữu hai phiên bản tên lửa DF-41, loại có thể được phóng từ xe lửa và xe quân sự. Các chuyên gia cho rằng Mỹ và Trung Cộng ít có khả năng đang tiến tới xung đột vũ trang thông thường hoặc hạt nhân. Tuy nhiên, báo cáo của ông Keith Tyson được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung, gia tăng liên quan nhiều vấn đề, từ thương mại đến an ninh quốc gia và Biển Đông. Một lực lượng hạt nhân ngày càng lớn mạnh của Trung Cộng có thể ảnh hưởng đến các tính toán của Mỹ về phản ứng quân sự đối với các hành động gây hấn của Bắc Kinh, chẳng hạn như ở Đài Loan hoặc Biển Đông, theo ông Keith Tyson. Ngũ giác đài từ chối bình luận về báo cáo phân tích của ông Keith Tyson. Tuy nhiên, trong báo cáo thường niên về quân đội Trung Cộng năm 2020, ngũ giác đài lưu ý chính sách vũ khí hạt nhân của Trung Cộng ưu tiên duy trì một lực lượng hạt nhân có thể sống sót sau đợt tấn công đầu tiên và đủ sức đáp trả để gây thiệt hại đáng kể cho đối thủ. Báo cáo ngũ giác đài không nêu số lượng silo của Trung Cộng. Ngũ giác đài được ước tính Trung Cộng sở hữu 200 đầu đạn hạt nhân, vẫn thấp hơn so với con số hàng ngàn của Mỹ và Nga. Báo cáo của ngũ giác đài dự đoán Trung Cộng sẽ tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân trong vòng 10 năm tới, nhưng vẫn còn ít hơn Mỹ. Tổng thống Biden lên án nguyên thủ Nga Putin là kẻ sát nhân. Căng thẳng Washington, Moscow và đột ngột gia tăng vào hôm 17 tháng 3 21 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tố cáo đồng nhiệm Nga Vladimir Putin là một kẻ sát nhân để trả đũa Điện Kremlin triệu hồi đại sứ Nga tại Mỹ. Trả lời câu hỏi của nhà báo George Stephanopoulos trên đài truyền hình ACB, ông có nghĩ Putin là kẻ sát nhân hay không? Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trả lời, có, nhưng không đi sâu vào chi tiết. Ngoài ra, trong bối cảnh Moscow liên tục bị tố cáo can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ hồi năm 16 và năm 20, lãnh đạo Tòa Bạch Ốc cảnh báo Nga sẽ phải trả giá cho các hành vi can thiệp vào chiến trường Mỹ. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm trả lời là có khi được hỏi. Cựu Tổng thống Donald Trump trước đây đã hai lần tránh né trả lời câu hỏi này và khẳng định là không có bằng chứng về cáo buộc trên nhắm vào ông Putin. Báo chí Moscow đã nhắc lại là hai ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ, cố Thượng nghị sĩ John McCain và Thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts Mitt Romney, đã từng tố cáo nguyên thủ Nga là một kẻ giết người. Moscow biết Joe Biden sẽ là một vị tổng thống cương quyết. Ông sẽ có quan điểm đối với Nga cứng rắn hơn nhiều so với người tiền nhiệm là Donald Trump. Tuy nhiên, công luận bất ngờ về tuyên bố vừa qua, cho dù là nguyên thủ Mỹ chỉ trả lời có,
trước một câu hỏi của một phóng viên. Đây có thể là một giai đoạn căng thẳng ngoại giao mới giữa hai nước. Ngoài ra, Moscow cũng cho rằng Mỹ sẽ nhanh chóng ban hành thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào nước Nga. Chỉ vài giờ sau tuyên bố của Tổng thống Biden về đồng nhiệm Putin, Moscow triệu hồi đại sứ Nga tại Washington. Ông Anatoly Atorov sẽ rời khỏi thủ đô Mỹ trước ngày thứ Bảy 20 tháng 3. Bộ Ngoại giao Nga tìm cách giảm thiểu mức độ căng thẳng qua tuyên bố, tìm kiếm những phương tiện để điều chỉnh quan hệ song phương đang trong giai đoạn khó khăn, và quan hệ đó đã bị Washington đẩy vào ngõ cụt trong những năm gần đây. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin với lời lẽ gay gắt hơn cho rằng Tổng thống Biden đã thóa mạ và xúc phạm đến các công dân Nga, cả nước Nga đã bị tổn thương. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có dấu hiệu hòa hoãn với tuyên bố không có ý định triệu hồi đại sứ Mỹ tại Moscow, đồng thời chủ trương mở tất cả những kênh đối thoại vì lợi ích của Hoa Kỳ và giảm thiểu những hiểu nhầm trong quan hệ song phương. Trái với thái độ hòa hoãn của Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 3 đã nhắc lại trước những cáo buộc Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ, chính quyền Biden sẽ không ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác như dưới thời chính quyền Trump. Tổng thống Joe Biden nói Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải đối mặt với các hậu quả nếu chỉ đạo các nỗ lực xoay chuyển cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 để có lợi cho ông Donald Trump và nói rằng điều đó sẽ sớm xảy ra. Ông ấy sẽ phải trả giá, ông Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC News được phát sóng hôm 17 tháng 3. Khi được hỏi hậu quả sẽ là gì, ông Biden nói, quý vị sẽ sớm thấy. Bình luận của ông Biden được đưa ra sau khi một báo cáo tình báo của Mỹ công bố hôm 16 tháng 3, củng cố những cáo buộc lâu nay rằng ông Putin đứng sau sự can thiệp bầu cử của Moscow, một cáo buộc mà Nga nói là vô căn cứ. Đồng thời, ông Biden lưu ý rằng có những lĩnh vực mà hai nước cùng có lợi khi hợp tác, chẳng hạn như gia hạn thỏa thuận hạt nhân STAR, và nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo hiểu biết nhau. Tôi biết ông ấy tương đối rõ, ông Biden cho biết, nói thêm rằng, theo kinh nghiệm của tôi, điều quan trọng nhất khi làm việc với các nhà lãnh đạo nước ngoài là phải hiểu biết về họ. Tổng thống Biden đe dọa tên lửa Mỹ có thể vươn đến Moscow chỉ trong vòng 20 phút. Aspect đưa tin Tổng thống Biden đe dọa rằng đã sẵn sàng hạ đo ván các đối thủ Nga và Trung Cộng bằng tên lửa siêu thanh tiên tiến nhất của Hoa Kỳ có tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh, tương đương hơn 15.000 dặm một giờ. Với tốc độ kể trên, loại tên lửa siêu thanh mà ông Biden nói tới có thể tới Moscow trong vòng chưa đầy 20 phút và tới Bắc Kinh trong vòng nửa giờ. Cho tới nay, người ta đều cho rằng nước Nga của Putin đã chiếm ưu thế so với Mỹ ở lĩnh vực vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, vụ thử nghiệm sắp diễn ra đối với vũ khí phản ứng nhanh ARRW Quipil của quân đội Mỹ là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Hoa Kỳ đang bắt kịp Nga ở loại vũ khí tiên tiến này. Thông cáo của Không quân Mỹ cho biết đợt thử nghiệm tăng cường đầu tiên đối với tên lửa siêu thanh dự kiến diễn ra trong vòng 30 ngày tới. Tên lửa thử nghiệm đã được chuyển đến căn cứ không quân Edwards ở California vào ngày 1 tháng 3 và đã được đưa lên máy bay ném bom B-52H Sato Fortress. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố không tiếp xúc nếu Mỹ vẫn giữ chính sách thù địch. Bắc Triều Tiên sẽ không có bất cứ tiếp xúc nào với Hoa Kỳ chừng nào Washington chưa từ bỏ điều mà Bình Nhưỡng gọi là chính sách thù địch đối với nước này. Theo hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên, được hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích dẫn, hôm nay 18 tháng 3 21, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Bắc Triều Tiên Cho Jong-hui đã tuyên bố sẽ không có bất cứ tiếp xúc nào với Hoa Kỳ và sẽ không có đối thoại nào trước Hoa Kỳ chấm dứt chính sách thù địch đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cho nên,
Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục không quan tâm đến những nỗ lực nối lại liên lạc từ phía Mỹ. Cũng ngày hôm nay, 18 tháng 3 tại Seoul, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã kêu gọi Trung Cộng sử dụng ảnh hưởng rất lớn của họ để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân. Ngoại trưởng Mỹ còn nhấn mạnh rằng, chiếu theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bắc Kinh có nghĩa vụ tuân thủ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên về các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Mai Quốc Việt xin kính chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương.